muối là có voi đấy. Quả muối cho ra ngoài máng với nhau và nó không ăn đâu, cho ra ngoài máng cá thu đi. Như bố mẹ này là có tất cả khoảng bao nhiêu con? Và như đà điểu bố mẹ này bây giờ là khoảng bao nhiêu con? Tất anh. Ừ. Gần 600 con. À. Cả ba khu. Cả ba khu. Mỗi con mái là nó đẻ được một năm nó đẻ được 80 quả trứng không? Còn gì rồi anh? 60 à? Tầm 40-50 thôi. 40. Bọn này ấp 40 ngày à? Vâng, ấp 42 ngày. Năm nay nhiều người mua là con giống tăng giá. Con giống vẫn thế. Hả? Hả? Em muốn gì đây? Đây, lên đây mà xem. Đang quay à? Ừ. Thì mẹ nó quen rồi vào đéo đã tấn công chứ bây giờ. Mình vào rồi có được đạp chết. Thế cơ à? Đấy à. Mình vào đạp á? Ừ, ông nhảy vào thử. Nó đang mùa sinh sản. Đó, mẹ nó đạp phát được chứ. Máy này quay nét đấy nhỉ? Ừ. Ừ, vừa nét. Quay xa, zoom lại đi. Máy quay vừa nét. Máy quay vừa nét. Đây, làm ở đâu? Làm đéo đâu. Chưa làm đâu, làm ở nhà, làm vườn. Đã nhận đâu đâu. Ờ. Người như không kéo thành tấn công. Ít người ở nhà làm có đéo đâu, bọn này bây giờ tất cả nó có mấy chục gì. Nó ăn cái gì mà nghe sạch ăn cám. Ăn cám. Nói thì như một cái mùa cỏ ít, mùa mưa kia mẹ nó cũng đầy bẩn đấy. Bẩn. Ở đây như kiểu là nó gió đi đéo đâu hay là nó hay là mũi của mình nó quen cái mùi đéo này chứ nó không mùi mới mình không thấy mùi mới nó không mùi mới bởi vì nó dở đâu nó khô đấy kia đéo là mùi khó mùi đây như thế này là đang có mùi ừ. Nhưng mà mình đứng ở nhà mình ở mãi đây ở nhà này nó kín xa ra một tí đã thế bán được nhiều chim rồi. Được, nhưng vẫn đang được. Ông gửi xe kia nó có chuyển xe không? Phải thuê một thằng ở dưới kia nó có trách nhiệm nó làm tất. Thế. Thì bây giờ không thế làm sao mà làm? Bảo thằng nó là đi thì người ta nó gửi tiếp. Nó làm cho mình trách nhiệm tận cùng. Bây giờ mình. Mình muốn gửi cho anh đi cũng như là nó chuyển. Hải Dương. Đây tôi gửi cho gì đâu mà đơn giản. Đóng vào thùng trong ra gửi. Gửi được nhá. Gửi xe này được. Xe đéo là được, tôi gửi chỗ đéo là gửi toàn quốc. Chỗ nào tạm gửi. Cái âm ly đấy nó có bóng thì mình gửi bảo nó làm cẩn thận chứ. Mình chỉ gói bóng cẩn thận lại. Cứ gói viết để xốp xiếc để hộp viết ngon vào. Ví dụ báo cái bọn nhận kia nó
cho thông tin địa chỉ. Nó có ví dụ chiều mà gửi làm sao đến được thì đến chứ nhỉ? Sáng gửi thì chiều mới đến được. Hải Dương thì sáng gửi chiều. Sáng giờ đó có xe. Chỉ việc chuẩn bị sáng mai. Thành phố Hải Dương. Tiền này đéo làm được, đéo nào làm. Nó thế. Nay nhà vườn hoa vẫn còn đá bóng. Ừ, nay đá ba tư với lại ba tư. Chung kết. Cả sáng cả chiều thế nào? Chiều đá chung kết. Ôi, thích chưa? Chạy, ôi múa đẹp thế nhỉ, ôi. Quay được cảnh này hay đấy. Gửi xe nó nhanh chứ gửi bưu điện lòng hoảng lắm. Điện thì lâu. Lâu lắm. Xe sáng 6 giờ gửi thì 11, 12 giờ nó nhận được. Thế thôi, bởi vì nó xuống đến Hà Nội cái phát lại chuyển xe. Đóng kỹ vào thùng. Cứ đóng cẩn thận là được nhỉ. Ừ. Đóng dán niêm phong vào. Với lại cái gửi này là nó phải có cái hệ thống gửi nó quen rồi thì nó không luộc. Ừ. Thằng nào chưa bao giờ gửi thì mệt phết đấy. Chưa bao giờ gửi là mẹ bọn bến bãi là nó ăn sổi. Đây mình có những cái bọn nó làm ở bến bãi kia nó quen hết các phụ mấy các lái rồi. Thậm chí nó còn nhờ được những thằng khác nó làm việc được. Làm gì nó phải có manh có mối có kiểu của nó. Nọ Lam Long nhờ gửi nhung hiêu mà nó quý lắm, mà quý thì mẹ cứ gói kín vào cứ bảo đà điểu đéo ai biết đấy là đâu mà quý không. Bảo thịt trâu hay thịt lợn đéo mà gửi mình có ekip có tuyến có hệ thống từ trưa đến giờ rồi nó đéo vớ bẩn gì. Riêng nó có uy tín chứ thời gian đầu tôi gửi bị nó luộc nhiều chứ. Nó mẹ chưa, bây giờ cái tên tuổi của mình nó có hàng ngày, hàng tháng, hàng năm bao nhiêu là nó biết rồi. Còn mới thì mẹ nhiều khi nó bắt lạt. Đúng rồi. Có kề. Điều điện ít nhất phải 2-3 ngày. 2-3 ngày. Còn gì nó toàn phát thì có cái đéo gì mà được. Biết thế nhưng mà tránh cái hộp nọ thì hộp kia búa chạy ở mình thì đó xe nào chạy Hải Dương nhỉ, bây giờ phải gửi xuống trung tâm Hà Nội xong rồi nó sang xe. Đúng rồi, chứ còn ở đây làm gì có. Mình đéo có xe nào chạy thẳng Hải Dương đâu, nó chạy đường năm nó là cao tốc còn gì đấy nhỉ. Ừ. Mình quay cái cảnh con nào nó giao phối nhau. Khó phê đấy. Thì thoảng thấy.
nhiều phết đấy chứ nhỉ? Nhiều. Làm gì? Làm được. Nét phết đấy nhỉ? Ờ đây. Vậy máy này có thằng nó mua máy bằng 200 triệu. Bọn nó làm phim làm việc nó phải đầu tư. Làm phim đéo, bọn nó bán hàng. Mình có mấy thằng dưới Hà Nội nó bán hàng nó mua máy còn 180 triệu. Mua lại bán thằng khác à? Không, nó mua nó dùng. À. Nó bán hàng khác nó mua máy về nó quay ấy, nó chụp ấy. Chụp ảnh ấy. Đúng rồi. Chụp với quay. Nét. Bán hàng thì nó phải lấy nét. Nó chụp nhìn nó rõ mà chuẩn. Vừa chụp vừa quay. Để thấy ảnh của Trang nó vào nhìn đẹp long lanh. Nhìn rõ nét, sắc nét. Máy vớ vẩn vào nhìn nó vẫn mờ. Đúng. Nó màu nó không đẹp. Đầu tư vào nó phải khác. Con này nó đéo có cỏ, nó toàn phải cho ăn chất thô. Mùa này chắc ít. Đây, năm nay nó đéo trồng keo, nó trồng cỏ ở đây. À. Trồng cỏ. Trồng cỏ đỡ, trồng keo bí vào đấy. Ừ. Cỏ khoáng. Hình rộng thế đoạn kia rồi mọi người. Nơi ra bơm tràn nó vẫn là thả thả. Vâng. Đang làm kênh YouTube kiếm tiền online mà. Các bà có nước bọt các bà thì đang nào mà buôn. Và các bà có nước bọt các bà thì đang nào mà buôn thì còn kêu cái gì? Thế mà mình có cái lợi thế như thế mà không biết làm ra của cải.
Mình mà là con gái thì về mình ăn đủ. Buôn hết đúng không? Ờ. Về từ đỉnh đầu đến gót chân có gì ông mày buôn sạch. Ôi, buôn vừa thôi. Tất làm gì còn đâu hết cờ đi rồi. Đấy nghe cô giống rồi. Đâu? Đấy thằng cô ấy đấy. Ờ. Lắc đầu về nhỉ. Về. Quay đã điểu, quay đéo người đâu, đang phối giống kìa. Đấy, nó vừa đạp nhau đấy. Quay cả người lên mạng ở đây, mất đặt quần nó đến mất nền. Không, quay người làm gì, người phải trang điểm vào mới quay. Không bao giờ quay người luôn. Người ta chuyên gia làm phim mà ai người ta đạo diễn thế được. Bán hàng bán cả người chết. Con ơi, cái cái tân máng ở đây đâu? Cái cái để bạn vòi ở đây đâu? Lấy cái bàn chải cài vào. Lấy cái bàn chải cài vào xong rồi xoay. Đây là máy, máy phụt. Máy rửa xe đây. Không, nó phụt cỏ ấy, à. Cỏ nó phụt lát rồi. Đấy. Máy phay. Chạy đẹp. Chạy đẹp. Đây mình có con bò, con đạt điểu, con ấy là cũng dễ xèo, dễ sống. Ừ. Đây là dễ sống nhất, kể cả người. Khu mình là dễ sống nhất. Đây mà còn không sống thì chả đâu sống. Nó có duyên với nghề nào mới sống được chứ, cũng như thao thửa. Thửa máy tính có thửa đâu. Đúng rồi, bây giờ quay ra bán chim này bán được. Nhưng mà thông báo là sắp chuẩn bị quay ra kinh doanh bướm nữa. Vô từ thích kinh doanh bướm. Đấy là việc của nhà mày chứ. Bán chi buôn bướm, buôn chim thì làm gì mà chẳng có lãi. Buôn bán thì có làm gì đâu, phải hỏi. Mình làm ăn kiếm tiền để lo cho vợ cho con chỉnh chu chứ gì phải hỏi ai. Cứ hỏi nó đi chợ bàn nhau hỏi xem nó sắp buôn gì đấy không. Mệt lắm. Này cái đỏ nó cũng đẻ lắm trứng chứ nhỉ. Ừ. Nó đẻ luôn đây à? Đẻ rơi xuống đất luôn. Mà không vỡ à? Không. Vỏ nó dày. Chắc nó phải nằm rồi. Không. Có con nằm có con đứng đẻ. Ừ. À, cho vào cái cao su nó ăn à? Hả à, bác? Cái đấy nó bằng xanh đấy, cao su. Thế rồi chứ. Thế có bao giờ có kiểu treo chân lên sàn nhà chưa? Mày về mà hỏi anh ấy. Thế nó thỉnh thoảng thay đổi kiểu gì? Tao đang nói thay đổi rất là điểu. À, nói nó oai như thật. Thỉnh thoảng.
biết dứt phải nuốt thẳng luôn. Đấy như ngỗng, ngỗng như dứt. Như nó ăn ít này. Mọi người ăn với dắt cả ngày. Tỏ hết thì... tạ đấy. Có con tạ tư đấy. Để thật con già đấy chứ nhỉ. Già. Thì chẳng có con tuổi già quá nó mới thả. Con đầu đen đen thì chắc là già rồi. Cổ đen đen. Mọi người đi ra chuồng trại chắc là đi dài nhỉ? Ừ, đi ra rồi nhỉ. Cây hàn mang buông mang yếc ngày cho ăn có lần. Nên ngày cho ăn có một lần đấy chị. Sướng đấy, chính tỏ nuôi bọn này nhàn hơn gà lợn. Cưới. Cưới à? Đâu chú? Ông có thích lên truyền hình không? Kênh của Kim Cư kêu. Ăn nhau ở thương hiệu nhé. Đó, năm nay ấy nhờ thanh niên nhỉ? Ông Dũng. Nay năm nay là thanh niên là có tin mừng à? Cưới à? Cưới. Bao giờ? Thanh niên Dũng sắp cưới vợ. Bao giờ? Dặm ngõ rồi. À, ngon. Đỡ nghe đó, mẹ. Dặm ngõ thì có gì đâu. Chưa đến, phải đăng ký rồi thì mới thấy. Đúng rồi, dặm ngõ thì có cái còn gì. Giờ cần hai đàn còn chưa nhìn thấy mặt nhau thì thật. Rồi, thế thì cũng là còn lâu lắm. Em sao thì đổ dặm lâu lắm. Mà câu cái sắp ra rồi, bảo nhanh lên. Còn giờ ông chính là ông cái vợ lên chưa quá cũng khổ. Không dinh được thì cũng chết. Ôi chỉ mời chó này thôi, không mời đâu cả. Dơ lại cần cả quê đi á. Còn gì, chú chả mời ai bảo gì đâu. Đúng rồi. Bảo là mẹ không có điều kiện làm đôi gà thôi, thế là xong. Đúng rồi, nôm na nó lồi méo, không méo các cháu thích. Đúng rồi, thế bảo thôi. Bảo tao thầm cái máy giặt với cái chân. Làm loạn đi, nó bảo nó chả nghe kệ mẹ cho nó, tôi chả lo, thế là xong nhá. chưa được mặc áo cô dâu. Thì mua cho nó mặc ngay. Thì tao tính là chụp ảnh cho nó mặc ngay, bảo thao nó quay nó chụp cho nhờ. Không đạp thế này cháu. Không đơn giản. Không đi về quê đấy. À lại về quê ở đấy, quyết định rồi đấy. Mệt phết. Có ngoài này chém gió tí. Đi uống rượu. Rượu à? Rượu cưới à? Cưới ở trên này này. Mẹ nhá, ra dằm, ra mới có 10 năm cưới. Chỗ gần nhà đá thẳng ấy.
nhà nhá, nhà nhà lũ à, nhà trời thủy ở trong vâm đang đâu anh? Cô đâu đấy? À tưởng ở ngoài đi chém gió tí, gặp em tí nữa đi ăn cỗ. Mai ông gửi tôi đóng thùng cho ông gửi hộ tôi phân nhé. Ừ. Cái đấy nặng phê đấy. Mà ông gửi được đéo thì tôi ra đây mà gửi này, tôi ấy cho có gì đâu. Ừ, anh em ra tôi bảo rồi mình ông gửi. Cước kiếc nào bảo nó. Chỗ mỗi gửi ô tô thì nó phải dặn nó cẩn thận, sợ nó làm vỡ bóng chết. Để mang thóc thang ra. Do mình đóng xốp vào, đóng hộp nó cẩn thận. Nó sợ nó ném nó dẫm lên rồi còn bình thường đấy. Không, mình dán luôn là hàng không được quăng quật, không được dẫm. Đôi bóng đèn 6-7 triệu. Bảo. Mình như đây. Thao quấy bướm à? Ờ, vâng. Này, chặt gì đây? Thấy đâu có động là cái này. Có voi. Có voi. Yêu lắm. Em ra đây tí, em đi uống rượu. Ừ. Đám cưới. Anh à. Nay nó bưu điện nó nghỉ thì sẽ nó làm việc nghỉ nó bưu điện. Chờ đến 2 hôm nữa. Chờ cái gì? Thì chờ hôm nay hôm nữa rồi thì sao? Ừ. Bây giờ cho vào rồi. Bây giờ đi nào. Đó. Ơi. Giờ chúng ta cho vào đi đi kìa. Ờ được anh tí, đang về đây rồi. Đây à. Vậy anh này đấy. Nè. Vâng. Giờ cho lên TV đi à. Cho vào tôi điện thoại được không? Cho lên TV được mà. Được không? Cho lên TV được.